Đầu tiên là em vào trang web xong bấm chữ đăng nhập trên màn hình. Tên đăng nhập với mật khẩu anh có gửi qua Zalo á. Em bấm vô. Tên đăng nhập, mật khẩu em bấm vô. Rồi, sau khi vào quản trị rồi em kiếm lại sản phẩm, em kiếm là sản phẩm và em chọn là thêm mới. Ví dụ giờ mình thêm một sản phẩm đi, thêm sản phẩm này đi chẳng hạn, bấm vô một sản phẩm đó. Ví dụ giờ mình thêm một sản phẩm này thì mình copy cái dòng sản phẩm này, cái này là cái tiêu đề, mình dán vô vị trí tiêu đề này. Đó. Rồi. Đây là sofa da 2022 đi. Đó, mình có thể sofa 0 280. Rồi. Này nếu mình cho nó thì bên đây á là danh mục sản phẩm của nó, mình muốn nó sản phẩm này nó vô danh mục nào mình chọn danh mục đó. Dù giờ anh muốn cho nó vô cái là sản phẩm bán chạy đó, chết cho sản phẩm bán chạy. Rồi ghế sofa thì chết vô đó, mình thấy cái này nó có những cái sofa thì cái chết vô. Này nó cũng là sofa gốc luôn, có thể chết vô cái sofa gốc này. Đó. Đó. Này là ảnh đại diện của sản phẩm, ảnh đại diện á thì mình bấm vô tấm ảnh đó, mình bấm lưu hình ảnh nè để mình lưu về máy, nếu mà trong máy mình có thì khỏi. Này lưu về máy rồi, sau đó mình quay lại đây, chỗ này có cái ảnh sản phẩm thì mình bấm thiết lập ảnh. Mình chỗ này là tải file nha. Rồi mình chọn tập tin, bấm vô desktop. À, cái tấm ảnh này mình tải về nè, bấm vô tập bật rồi nó lên. Rồi sau khi nó lên xong rồi mình bấm thiết lập ảnh sản phẩm là ở đây nó xuất hiện ra tấm ảnh đại diện. Rồi còn cái này là album ảnh, có nghĩa là ảnh chi tiết của sản phẩm. Ví dụ như một sản phẩm này nó sẽ có một tấm ảnh đại diện là chụp chính diện và ảnh chi tiết, như chụp mấy góc cạnh gì đó, mình có thể up vô cái album ảnh cho nó. Yeah. Tiếp tục, chỗ này là nhập giá sản phẩm. Giá sản phẩm thì sản phẩm này là 22 triệu giảm còn 10.500.000, thì chỗ này mình sẽ nhập là 22 triệu. 3, 1, 2, 3. À, giảm còn 10.500.000 thì mình sẽ đánh cái giá giảm phía dưới. Rồi cái chỗ này à, chỗ này là cái mô tả ngắn của nó. Mô tả ngắn đầu tiên mình copy cái đoạn này trước, cái đoạn mô tả ngắn này nè, mình copy lên trước ha. Rồi mình thấy ở ngoài đây nó có cái khung nè, mình sẽ kẻ khung cho nó. Muốn kẻ khung mình bấm vô biểu tượng này, xong rồi mình bấm vô cái bảng, mình bấm vô này, mình chọn làm một dòng một cột đó, mình chọn đó. Sau khi mình chọn nó xong rồi mình bấm vô cái bảng này tiếp, mình chọn là tùy chọn bảng hiển thị, bấm vô chỗ này mình đánh lên 100%, quyền này mình cho là một, bấm ok là nó sẽ ra được cái khung giống cái khung về đây. Sau đó mình dán cái đoạn nãy vô đó, mình dán đoạn nãy vô, giờ là vô cái khung. Nhưng mà chữ nó chưa màu đỏ đâu, mình muốn chữ màu đỏ thì mình sẽ bôi đen cái câu đó. Mình bấm vô chữ A này nè, mình chọn qua màu đỏ. Đó, vị trí tặng này màu đỏ nữa thì mình nhấn vô cái câu này. Mình bôi đen nó chữ màu đỏ, bôi câu này, bôi đen nó chữ màu đỏ. Đó. Rồi, cái mình ra ngoài của cái table nè, mình enter xuống. Mình copy cái đoạn còn lại phía dưới đây, nó không nằm trong khung, copy ra.
mình dán dấu vị trí dưới đây. Đây là sẽ làm quay khúc. Tiếp đến là mô tả dài. Mô tả dài sản phẩm chính là mô tả dưới đây. Mình có thể copy đoạn này để mình dán vị trí này cho nó lấy cái mô tả dài. Còn mình muốn chỉnh màu mô tả dài mình cũng bấm vô này. Đó, sau đây mình lại chỉnh màu đó. Muốn chèn hình và mô tả dài thì thêm media chỗ này. Ví dụ mình muốn chèn sau cái câu nào trong đó đây, ví dụ sau câu này đây, anh mình enter xuống cái mình kéo lên đây, bấm thêm media, bấm tải file, bấm chọn tập tin. Ví dụ mình muốn chèn cái tấm nãy giờ thì cái này bấm nó mở file lên. Rồi muốn chỉnh kích thước ảnh hay muốn canh giữa hay muốn canh giữa, và muốn chỉnh kích thước bự thì mình chọn cái đầy đủ, mình bấm thêm giờ. Yeah, đây này có tấm ảnh chèn vô nội dung. Tới bước này thì mình đăng lên được rồi, nhưng mà mình muốn sell sản phẩm này lên đó thì đầu tiên mình sẽ copy cái tiêu đề này. Khi ta đánh lên Google nó sẽ hiển thị sản phẩm mình. Copy tiêu đề thì mình dán vị trí từ khóa sản phẩm cái, và mình kéo xuống đây, mình dán vô cụm từ khóa chính cái, kéo xuống đây dán vô mô tả cái. Rồi cái này là tiêu đề với mô tả này, mình có thể đánh vô. Ví dụ như thương hiệu số 3 Kim Phú, mình sẽ đánh lên cái mô tả trên. Đó, mô tả trên đây. Để cho ống này chuyển qua màu xanh là được ha. Còn cái kia thì mình có thể đánh kích thước yêu cầu cho chẳng hạn. Đánh sao cho nó qua màu xanh là ok. Rồi. Sau đó ha, thì chỗ này mình sẽ bấm nút đăng lên. Đó, đây là một sản phẩm mình sell nó lên luôn rồi đó. Sau đó mình bấm lại trang chủ, mình kiểm tra sản phẩm mình vừa mới đăng nè, 2.2.0 nè đó. Còn đang mình đó, mình đánh sản phẩm 2.2.0 chính là sản phẩm này nó 2.2.0 đó. Đó là cách đăng một sản phẩm. Phía bên đây là danh mục của mình. Sau này nếu mà mình có một cái danh mục nào mới á, mình có thể tự thêm vô bằng cách là kéo lại chỗ sản phẩm mới nãy nè. Thêm mới là thêm mới sản phẩm. Ví dụ muốn thêm sản phẩm thứ hai mình cứ bấm thêm mới. Còn đây là danh mục. Danh mục chính là danh mục chỗ này, danh mục sản phẩm đây. Mình muốn thêm á, mình bấm vô danh mục này. Đó. Mình đây là tên. Bên đây á, là danh mục hiện tại có sẵn của mình. Mình bấm vào trang hay mình xem. Muốn sửa danh mục nào thì bấm chỉnh sửa, còn muốn xóa thì bấm xóa. Muốn thêm mới á, thì bấm tên danh mục ở đây. Ví dụ như sofa ABC mình đánh đây. Xong cái hôm nay mình bấm thêm là xong. Đó là thêm cách thêm sửa sửa danh mục ở vị trí này. Nãy là mình thêm sản phẩm mới. Còn tất cả sản phẩm á, thì vô trong đây thì nó cho mình là sửa sản phẩm hoặc là xóa sản phẩm. Xóa thì mình bấm vô thùng rác là xóa. Xóa đây, bấm thùng rác là xóa. Sửa thì bấm chỉnh sửa. Ví dụ như cái sản phẩm này mình thêm là sofa Malaysia 280 đi, mình viết nhầm đi. Ví dụ sản phẩm mình sửa sản phẩm này là 380 thì chẳng hạn, dù vậy sửa lại, sau mình bấm cập nhật, hoặc là mình sửa nội dung, sửa hình, đó. Sửa giá thì sửa dưới đây, đó. Sửa chi tiết sửa dưới đó. Mình sửa xong mình bấm ra trang chủ, mình bấm load lại, thì mình thấy nó sửa 280 hình 380, nó 280 350 đó, mình sửa thì ở ngoài nó sẽ cập nhật theo. Rồi, muốn xóa sản phẩm này đi thì bấm lại tất cả sản phẩm. Mình bấm vô thùng rác. Thùng rác là sản phẩm này mình gửi thêm 350 nè, bấm thùng rác. Đó, vậy là nó mất, bấm lại trang chủ. Sản phẩm này sẽ bị mất đi. Mất rồi đó. Không. Mình xóa hay quay nó sẽ tự mất. Đó là cách thêm sản phẩm. Chỗ này nó có tấm ảnh chạy đó. Ảnh chạy này. Muốn sửa nó thì mình đưa chuột vô Max Slide.
Edisilai, Masilai, Edisilai và chọn là hình chạy. Rồi ở đây nó có ba tấm này, tương ứng với ba tấm bên ngoài. Mình muốn xóa tấm nào mình bấm vào dấu ba chấm chọn delete. Muốn xóa bấm vào ba chấm chọn delete. Muốn xóa bấm ba chấm chọn delete. Muốn thêm thì bấm Edisilai, bấm vào email. Rồi muốn tải tập tin lên, chọn. Dù chọn tấm này, bấm vào tấm này, bấm Open. Chờ nó load lên xong hết, bấm chọn. Đây sẽ xuất hiện ra tấm thứ tư. Xong bấm Save lại. Không muốn xóa thì bấm vô nó, chọn Delete. Delete. Xong bấm Save lại. Đó là cách theo xóa sửa tấm ảnh chạy đó. Đó. Kế tiếp muốn sửa nội dung ở trang chủ ở chỗ này. Mình đưa chuột vô sửa trang và chọn cái dòng là Edit with UI Builder. UI Builder nó sẽ cho load vô giao diện của mình sửa trang chủ. Rồi. Rồi. Ở đây trang chủ mình sẽ sửa được ba cái khung này. Ba cái khung này, muốn sửa khung nào á bấm vào khung đó, nó xuất hiện ra hình. Muốn sửa chữ thì bấm vô chữ, mở up bên nó lên, nó xuất hiện ra chữ. Đó. Này cũng vậy, muốn sửa hình bấm hình. Muốn sửa chữ thì bấm chữ, mở up bên nó lên, xuất hiện ra. Này cũng vậy. Rồi, cái này là phần của sản phẩm, là mình thêm xóa sửa sản phẩm thì tự động nó cập nhật. Rồi. Nó cập nhật cái này nên mình không có sửa. Sửa cái dưới sản phẩm này nó có khung miệng này, mình sửa nó bấm vô nó một cái xuất hiện ra, mình sửa chữ bấm vô chữ, mở bấm nó không biết chơi nó xuất hiện ra. Này cũng vậy, sửa nó bấm last, này sửa bấm vô nó. Rồi, này sửa bấm vô nó. Này cũng vậy. Rồi. Sửa xong hết nó bấm nút apply update là lại là xong. Rồi bấm vô ít thật ra. Rồi. Dưới chân trang này, muốn sửa dưới chân trang này á thì mình sẽ vào là giao diện và chọn là hoài ghét. Mình mở cái footer 2 ra. Đây nó có ba cái này tương ứng với ba cái dưới chân trang đây. Rồi, mình sẽ mở ra từng cái. Đây là thông tin liên hệ, và đây là chính sách chung. Đó, mình sửa xong bấm lưu lại thôi là xong. Rồi. Đây là có phần tin tức, muốn viết bài cho phần tin tức mình bấm không vào bài viết, mình bấm viết bài mới. Rồi. Chỗ này là mình đánh tên bài viết tin tức gì đó, mình đánh đây. Rồi, để tin tức đây, viết cho tin tức với tuyển dụng, mình viết tin tức, mình chép chọn tin tức với tuyển dụng, chép chọn tuyển dụng. Còn đây là thông tin về cái nội dung của bài tin tức đó, mình sẽ đánh đây. Còn muốn chèn hình vào nội dung thì bấm thêm media chỗ này để chèn hình. Chỗ này có tấm ảnh đại diện của cái bài tin tức đó, thì mình có thể up ảnh đại diện cho cái bài đó lên. Rồi, cái phía này. Rồi sau hết mình muốn sale cái bài tin tức đó lên thì mình cũng sale giống sản phẩm á. Copy cái tiêu đề trên đây nè, mình dán vô vị trí thẻ, mình dán vô vị trí cụm từ chính, từ khóa chính, và mình dán vô thẻ mô tả. Sau đó mình đánh cái ống này với cái ống này qua màu xanh giống như sản phẩm này hướng dẫn, là sale được cái bài viết này lên. Sau đó bấm nút đăng là xong. Còn tất cả bài viết thì trong đây là tất cả bài viết của mình. Mình muốn xóa bài nào thì bấm vô thùng rác là xóa. Còn muốn sửa thì bấm chỉnh sửa, muốn xóa bấm thùng rác. Rồi, vậy ha. Rồi, kế tiếp mình vào phần trang. Trang thì vô đây nó cho mình sửa những trang nè. Trang giới thiệu nè, trang liên hệ nè. Trang ứng với trang giới thiệu chỗ này. Trang liên hệ ở trang này. Tuyển dụng tin tức là trong vòng bài viết rồi. Và trang bảo hành. Bảo hành sửa đây, ở trang này. Muốn sửa trang nào á, mình đưa chuột vào trang đó, bấm vô chỉnh sửa đây. Chỉnh sửa nè.
Rồi sau khi bấm vô chỉnh sửa thì nó sẽ xuất hiện ra cái nội dung cho mình sửa đó, đây nội dung đây thì mình sửa xong hết, nhớ bấm cập nhật này là xong. Đó, có gì đâu. Rồi. Đây có nút gọi, hai nút gọi này muốn sửa nó thì vào là quyết tâm cộng tắt. Đây là nút gọi mình sẽ sửa vị trí này, còn này là nút Zalo mình sửa vị trí này, sửa xong bấm lưu là xong. Rồi. Muốn sửa logo thì bấm vô tùy biến, logo mình này, bấm vô tùy biến. Bấm vô tùy biến xong rồi mình bấm vô cái header, bấm vô logo, đó, nó xuất hiện ra logo nè. Mình sửa logo mới, mình sửa remove logo cũ, mình sửa logo mới, sau đó mình bấm nút xuất bản chỗ này nè, để cho nó lưu lại là xong. Sau đó bấm vô biết thoát ra. Rồi, toàn bộ hướng dẫn sử dụng nó có vậy thôi, trong quá trình sử dụng chỗ nào không biết thì hỏi anh hướng dẫn tiếp rồi. Bây giờ tới đây là kết thúc.